Của chân nhân chương 1671, sở độ với bách túc thiên quân, một Tu hành hồn đạo mỗi ngày có thể giúp củng cố lòng tin. Bởi vì nội tình hồn phách tăng lên, dẫn đến thời gian phương nguyên có thể ở cốc lạc phách tăng lên thêm một nửa. Nhưng bây giờ, phương nguyên đã hoàn toàn nhìn thấy được sự lợi hại của cạm bẫy đối với nhục thân tiên cương, bắt đầu sinh ra dao động với kế hoạch tu hồn. Nếu ảnh vô tà biết Phương Nguyên có cốc lạc phách, đảng hồn sơn, sao có thể không cân nhắc yếu tố này? Kế hoạch tu hồn là chính xác, nhưng nếu để cho Phương Nguyên tích lũy đủ nội tình hồn phách, có thể chống lại cạm bẫy, chỉ sợ thời gian sẽ rất dài, tinh lực bỏ ra sẽ vô cùng lớn. Mà thời gian và tinh lực của Phương Nguyên không có khả năng vô cùng vô tận. Thời gian và tinh lực của hắn sẽ rất có hạn, phải phân phối kỹ càng, cân nhắc tình huống cụ thể, tiến hành tu hành và phát triển. Nhưng bây giờ phải tạm gác lại chuyện tính đạo sang một bên. Địa tai lần thứ năm sắp đến rồi địa tai lần này khác với bốn lần trước bốn lần trước phương nguyên đều lợi dụng sát chiêu tiên kiếp trèn khiếu đổ kiếp ở băng nguyên bắc bộ nhưng lần này phương nguyên không thể đến băng nguyên bắc bộ được nữa hắn nhất định phải tìm nơi đổ kiếp mới rốt cuộc nên lựa chọn chỗ nào mới tốt vài ngày sau sở độ chủ động gửi tin đề cập muốn trợ giúp phương nguyên đổ kiếp chia lại chân ý cùng mang nhất thời phương nguyên lâm vào hoàn cảnh bị động bắc nguyên động thiên hắc phàm sở độ trôi nổi giữa không trung khí tức cổ tiên trên người giàu dạt bốn phía tiên nguyên tiêu hao kịch liệt mở đột nhiên hắn ta quát lên tinh mang hai mắt mãnh liệt bắn ra cơ thể chấn động thật mạnh mặt đất cách lòng bàn tay hắn ta mấy trượng dưới sát chiêu tiên đạo bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng sau đó lỗ hổng này nhanh chóng khuếch trương trước sau kéo dài ra ngoài mười 10 trượng trăm 100 trượng ngàn trượng sau mười mấy hô hấp, mặt đất bên trong động thiên hát phàm ngừng chấn động, bên trên mặt đất tạo thành một khe rảnh dài đến mấy ngàn trượng. Sở độ dùng sức của một người tạo ra một cái cống ngầm nhân tạo, không hổ danh là cường giả ngạo nghệ giới cổ tiên Bắc Nguyên. Hắn ta thở dốc thật mạnh, đánh giá cống ngầm bên dưới, chân mày cau chặt. Vẫn còn có chút tạm được. Mặc dù đủ dài nhưng lại không đủ sâu. Nếu là cổ tiên thổ đạo, nhất định sẽ am hiểu việc này từng lưu phái đều có lĩnh vực mà mình am hiểu cổ tiên thổ đạo am hiểu nhất chính là cải tạo thổ địa và vung trồng sở độ là cổ tiên lực đạo ai ai cũng biết còn có một phương pháp chính là mua nhiều nô lệ người đá tiến hành cải tạo nơi này nhưng được rồi cống ngầm này tạm thời đã đủ nghĩ đến đây sở độ lấy một con quái vật khổng lồ từ tiên khiếu của mình ra thứ này to như quả núi nhỏ đỏ thẩm nóng hừng hực tròn vo sở độ thôi động đại thủ lực đạo dẫn theo con quái vật khổng lồ cẩn thận bố trí cho nó bên trong cống ngầm vừa mới cải tạo con quái vật này rơi xuống cống ngầm vừa tiếp xúc với thổ nhưỡng lập tức trải ra trở nên bằng phẳng bao trùm phương viên vài dặm đồng thời màu sắc cũng phát sinh thay đổi thoạt đầu chỉ có màu đỏ thẫm sau khi trải ra nó hấp thu địa khí màu sắc toàn thân không ngừng thay đổi một bên lam một bên lục bên này xanh thẳm như ngọc bên kia đỏ như lửa sở độ đứng trên cao quan sát lập tức hiểu thấu được chỗ này giống như chỗ này vừa mới được trải lên một tấm thảm yêu kiều đây chính là gan ban lan tiên tài thất chuyển bắt nguồn từ cực sâu của cống ngầm sở độ bắt chước làm theo tiếp theo hắn ta lấy mấy chục gan ban lan từ trong tiên khiếu nhà mình bỏ xuống tống vốn cống ngầm đang trống rỗng lập tức được tận dụng hết rốt cuộc không nhét nổi thêm bất kỳ miếng gan ban lan nào. Cẩn thận kiểm tra lại, sở độ thở ra một hơi, cơ thể chậm rãi bay lên không trung. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía xa, cảnh tượng động thiên hắc phàm đập vào mắt. Tiếp nhận động thiên hắc phàm từ trong tay Phương Nguyên, hoang vu một mảnh, bị Phương Nguyên lấy đi chẳng còn thứ gì, vô cùng thê thảm. Nhưng bây giờ, động thiên cũng đã có núi có nước, tài nguyên phân bố rất hợp lý. Không thể nghi ngờ, những tài nguyên này đều do sở độ lấy từ trong tiên khiếu của mình ra mặc dù hắn ta chỉ là một tán tiên nhưng nội tình lại vô cùng thâm hậu xây dựng ban đầu đã có một kết thúc đợi một thời gian nữa sản lượng của động thiên hắc phàm sẽ còn cao hơn tiên khiếu của ta tính toán thời gian cũng đã đến lúc độ kiếp rồi sao bỗng nhiên biểu hiện sở độ cứng lại ánh mắt sắc bén xuyên thủng ngàn dặm nhìn thấy một bóng người vặn vẹo đang khó khăn chen vào động thiên hắc phàm. Người nào dám cả gan xâm nhập động thiên của ta? Sở độ quát một tiếng, thân hình như gió sông ra ngoài. Bóng người khó khăn chen vào động thiên kia mỉm cười với sở độ, bá tiên, thiên tư của tên tiểu bối ngươi đúng là không tệ. Trong thời gian ngắn như thế đã chiếm lĩnh nơi này. Khẩu khí người đến quá lớn. Đối mặt với cường giả bá tiên sở độ của Bắc Nguyên, vẫn tự cho mình là tiền bối nhưng sở độ lại không phản bác sắc mặt vô cùng ngưng trọng là ngươi bách túc thiên quân thì ra cổ tiên tiến vào động thiên hắc phàm không phải ai khác chính là một trong những cổ tiên bác chuyển bắc nguyên bách túc thiên quân bách túc thiên quân vốn chỉ là tán tu nhưng mấy năm gần đây bởi vì phương nguyên phá hủy phúc địa vương đình và lầu chân dương khiến cho ông ta nhìn thấy được hy vọng thành lập thế lực siêu cấp ông ta đã sớm mưu đồ từ rất lâu có rất nhiều huyết mạch hậu duệ của ông ta sinh sống bên trong động thiên hắc phàm thậm chí còn bồi dưỡng được không ít cổ tiên thoạt đầu bách túc thiên quân liên thủ với dược hoàng đối phó với tuyết hồ lão tổ mặc dù cả hai bị đánh bại nhưng ông ta lại được dược hoàng ủng hộ sau đó hắc gia diệt vong bách túc thiên quân thừa cơ chiếm đoạt phúc địa thiết ưng của hắc gia thu nạp thế lực hắc gia còn sót lại hiện tại bách túc thiên quân đã chính thức thay thế hắc gia trở thành một trong những thế lực siêu cấp chính đạo được giới cổ tiên Bắc Nguyên công nhận. Nhưng Bắc Nguyên khác với bốn vực khác, đa số thế lực siêu cấp đều là huyết mạch hoàng kim. Bách Túc gia là người ngoài chính là một lệ riêng. Mặc dù Bách Túc Thiên Quân cũng ý thức được điều này, chủ động giao hảo với các thế lực chung quanh như Lưu gia, đồng thời cố ý bỏ qua tích lũy của Hắc gia để thỏa mãn khẩu vị của chính đạo, ma đạo và tán tu. Nhưng sau khi ông ta chính thức thành lập Bách Túc gia, ông ta phát hiện những thế lực chung quanh vẫn nhìn mình chằm chằm. Bởi vì ngại tu vi bác chuyển của ông ta, những thế lực siêu cấp này không làm khó ông ta ngay trước mặt, nhưng những động tác nhỏ thì lại liên tiếp không ngừng. Bách túc thiên quân vì giữ vững thành quả không dễ gì có được, đành phải tự mình tọa trấn. Nhưng như vậy, ông ta lại bị cản trở rất nhiều. Cho đến cách đây không lâu, thế lực hoàng kim chính đạo chung quanh thấy không chiếm được chỗ tốt, vội dừng tay, tình huống của bách túc gia dần dần khá hơn một chút. Lúc này Bách Túc Thiên Quân mới rảnh rỗi chạy đến Động Thiên Hắc Phàm. Vị trí cụ thể của Động Thiên Hắc Phàm, mặc dù bốn thái thượng trưởng lão Hắc Gia không rõ ràng cho lắm, nhưng đại khái cũng biết được nó thuộc địa vực nào. Bách Túc Thiên Quân bí mật tìm hành đến đây, tốn không ít công sức mới thăm dò được sự tồn tại của Động Thiên Hắc Phàm. Sau khi nhận được tin tức, ông ta lập tức ra tay, bắt đầu xâm lấn Động Thiên Hắc Phàm. Sở độ, ngươi là người thông minh. Nếu ngươi chủ động rút lui, ta sẽ không làm khó ngươi. Dù sao ta cũng là xuất thân tán tu. Biểu hiện của Bách Túc Thiên Quân vô cùng ung dung, đưa ra lời khuyên sở độ đầu hàng. Khóe miệng sở độ cong lên, trực tiếp ra tay. ầm ầm Bên trong tiếng vọng to lớn, bụi mù nổi lên. Bách Túc Thiên Quân đã bị một kích của sở độ tiêu diệt. Chỗ mà ông ta đứng lúc trước đã xuất hiện một cái hố tròn. Chỉ là huyễn tượng mà cũng muốn chiếm đoạt động thiên hắc phàm sở độ hừ lạnh một tiếng chậm rãi nghiêng đầu qua không gian phía sau hắn ta bỗng nhiên trở nên vặn vẹo một con rết tinh xảo từ bên ngoài tiến vào động thiên rất nhanh quan ảnh vặn vẹo biến mất con rết cổ trùng biến thành bộ dạng của bách túc thiên quân giống hệt như trước đó thủ đoạn không tệ bách túc thiên quân dò xét trên dưới lộ ra vẻ tán thưởng khoan thai bình luận ngươi vừa mới ra tay không hề có một dấu hiệu nào cũng không lộ ra khí tức tiên cổ đây là sát chiêu tiên đạo lực vô hình của ngươi đúng không sở độ cũng không trả lời hỏi lại bách túc thiên quân tu vi của ngươi cao đến bát chuyển nhưng muốn cướp động thiên hắc phàm từ trong tay của ta tuyệt không phải chuyện đơn giản bởi vì nơi này đã được ta kinh doanh bố trí không ít bách túc thiên quân cười đáp mặc kệ ngươi kinh doanh bao lâu bố trí được bao nhiêu với khả năng của ta ta có thể phá hết giọng điệu bình thản tràn ngập sự tự tin không gì sánh nổi và khí thế bàn bạc. Nguyên nhân chỉ có một, ông ta là cổ tiên bác chuyển, còn sở độ chỉ là thất chuyển mà thôi. Sở độ không phản bác, gật đầu thừa nhận, ngươi nói không sai. Chi uy bác chuyển, ta khó mà chống lại. Nhưng động thiên hắc phàm là của ta, sao có thể tùy tiện nhượng bộ. Bách túc thiên quân lắc đầu không thôi, tuy động thiên hắc phàm rất tốt nhưng lại là vật ngoài thân. Chỉ là vật ngoài thân, đừng đừng là bá tiên lại chết trong tay ta không đáng tiếc sao lãnh mang bắn ra từ trong mắt sở độ hừ nói nhảm nhiều quá muốn cướp động thiên hắc phàm chỉ dựa vào những thủ đoạn nhỏ này không lên được mặt bàn đâu mau xuất bản lĩnh ra đi ta cũng muốn lĩnh giáo uy năng bác chuyển một phen bách túc thiên quân im lặng một chút lúc này mới lên tiếng thôi được vừa dứt lời phạm vi ngàn dặm chung quanh sở độ đột nhiên xuất hiện vô số quan ảnh vặn vẹo rất nhiều rết cổ trùng tiến vào động thiên hắc phàm chợt biến thành bách túc thiên quân trong nháy mắt sở độ đã bị vạn bách túc thiên quân bao quanh nhưng bị hãm trong trùng vây hắn ta lại không hoảng hốt chút nào sắc mặt lại càng lộ vẻ kinh thường chỉ là huyễn tượng số lượng nhiều hơn nữa cũng chẳng làm được việc gì sở độ giơ tay phải lên năm ngón tay mở ra sau đó nắm thật chặt thành một nắm đấm hoành sức mạnh khổng lồ từ bốn phương tám hướng chen chúc đến trong chớp mắt đã tiêu diệt toàn bộ bách túc thiên quân đích thật là đã có bố trí rất nhiều lại một bách túc thiên quân từ đằng xa chạy đến đồng tử sở độ co rụt lại bách túc thiên quân trước mắt không phải chân thân nhưng lại không giống huyễn tượng mà hắn ta đã tiêu diệt trước đó trên người bách túc thiên quân sở độ cảm nhận được đủ loại khí tức tiên cổ lên trời đánh đi Bách túc thiên quân phi thẳng lên không trung Sở độ đuổi theo Trên mặt đất có rất nhiều tài nguyên tu hành Đều do sở độ vất vả bố trí Hắn ta tất nhiên không muốn những tài nguyên này bị phá hư Tương tự, bách túc thiên quân cũng cố kỵ điểm này Ông ta vì chiếm đoạt hắc gia Thành lập bách túc gia Cũng đã hao tổn rất lớn Trước đó ông ta đã phải bỏ ra cái giá rất lớn mới đạt thành hiệp nghị với bốn vị đại năng bác chuyển còn lại. Mặc dù đã chiếm đoạt được hắc gia, nhưng kho tàng của hắc gia đã bị ném ra ngoài gần hết, tạm thời thỏa mãn khẩu vị của các vị cổ tiên khác. Bởi vậy, Bách Túc Thiên Quân vô cùng muốn có được động thiên hắc phàm. Nhưng khi ông ta đến nơi, phát hiện tài nguyên bên trong động thiên hắc phàm còn ít hơn so với ông ta đoán. Bách Túc Thiên Quân rất nhanh phát hiện, rất nhiều tài nguyên chỉ vừa mới được cắm xuống. Ông ta tất nhiên sẽ đoán có phải sở độ đã lấy đi hết tài nguyên ban đầu rồi hay không cho nên sở độ đã trở thành mục tiêu lớn nhất của ông ta. Một trận kịch chiến diễn ra trên bầu trời động thiên hắc phàm. Một bên là đại năng bát chuyển, một bên là cường giả thất chuyển uy danh hiển hắc. Hai bên ngươi đến ta đi, đánh đến sấm rền rỉ, thiên địa cũng bắt đầu chấn động. Sau 10 hiệp, phân thân bách túc thiên quân chống đỡ không nổi, rơi vào thế hạ phong. Nhưng rất nhanh đã có một bách túc thiên quân thứ hai xuất hiện, gia nhập vào cuộc chiến, mang theo tiên nguyên và tiên cổ, chiến lực còn mạnh hơn phân thân trước đó. Sở độ lấy một địch hai, càng đánh càng mạnh. Sau 10 hiệp, một lần nữa chiếm thế thượng phong, đang định hạ sát, phân thân bách túc thiên quân thứ ba xuất hiện. Sở độ biến sắc, lập tức ý thức được việc không thích hợp. Bách túc thiên quân có phương thức xâm nhập động thiên hắc phàm, nhưng bản thể dường như không thể, chỉ có thể phân công phân thân. Bầu trời động thiên hắc phàm rộng lớn, địa linh hoàng chung lại bị hủy, ta không cách nào xem hết toàn cục không biết có bao nhiêu phân thân bách túc thiên quân đến đây mỗi khi ta giết chết đối phương sẽ có chiến lực mới xuất hiện chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm phân thân của bách túc thiên quân tuyệt không chỉ có ba cái trước mắt nhất định còn có phân thân khác đã sớm thành hình chỉ là chưa xuất hiện tham chiến chỉ khi nào ta biết rõ thủ đoạn của kẻ địch chiếm thượng phong chuẩn bị ra tay hạ sát bọn chúng mới xuất hiện hành động như vậy nhất định là muốn kéo dài thời gian suy nghĩ trong đầu sở độ nhảy ra như thiểm điện cảm giác không ổn càng lúc càng dày đặc bách túc thiên quân cố ý kéo dài thời gian nhất định là có mưu đồ mặc dù sở độ còn chưa dò ra được ý đồ chân chính của bách túc thiên quân nhưng có một điểm không thể nghi ngờ chính là không thể dựa theo tiết tấu của đối phương mà chiến đấu nữa nghĩ đến đây sở độ đột nhiên bộc phát cơ thể bành trướng hóa thành người khổng lồ ba trường sát chiêu tiên đạo chiến lực bốc hơi toàn thân hắn ta đỏ bừng lỗ chân lông toàn thân mở ra bốc thành hơi nước bao phủ toàn thân của hắn ta sau đó hắn ta giơ cao tay phải lên trời tay trái buông xuống đất đồng thời miệng nói một câu hãy nếm thử chiêu này của ta thiên địa hợp lực ba phân thân của bách túc thiên quân lập tức không thể động đậy cảm nhận được dưới mặt đất truyền đến một sức mạnh kinh khủng không gì sánh nổi tầm cố bọn họ sau đó chậm rãi nghiền ép sở độ cũng không chịu nổi bắp thịt toàn thân hắn ta tăng lên xuất ra toàn bộ sức mạnh trong làn hơi nước của mồ hôi gương mặt hắn ta đỏ bừng ánh mắt tràn ngập tơ máu nhất là cánh tay của hắn ta nổi lên gân xanh giống như được đắp lên rất nhiều con dung dữ tận đáng sợ tay phải của hắn ta hướng xuống dưới tay trái hướng lên giống như mang theo hai ngọn núi nhỏ chậm rãi ép sát vào giữa bên trong tiên khiếu tiên nguyên hồng tảo nhanh chóng tiêu hao nương theo động tác này của sở độ ba phân thân của bách túc thiên quân càng thêm không dễ chịu bọn chúng cảm nhận được lực đạo quanh thân nhanh chóng tăng lên nghiền ép bọn chúng gần như muốn vỡ nát mắt thấy ba phân thân sắp sửa bị nổ tung trong thời khắc quan trọng phân thân bách túc thiên quân thứ tư thứ năm thứ sáu đồng loạt chạy đến ầm ầm hai tiếng vang trầm đục phân thân thứ nhất và thứ hai của bách túc thiên quân bị sở độ đè nát toàn thân hóa thành bột mịn nhưng tiên nguyên tiên cổ lại biến mất dường như không bị phá hủy đúng là sát chiêu lợi hại công phòng nhất thể còn có thủ đoạn cường đại khống chế gần như là hình thức ban đầu của sát chiêu chiến trường phân thân thứ ba của bách túc thiên quân được cứu trong lòng vẫn còn sợ hãi như cũ có đến bao nhiêu phân thân nữa cũng vô dụng thôi tiếp chiêu này của ta đi ta đã đặc biệt chuẩn bị nó cho chiến lược bác chuyển đấy bách túc thiên quân bản thể của ngươi không hiện thân số phân thân này không cứu được đâu Sở độ thét dài một tiếng, triển khai tư thế. Cả người hắn ta thành hình chữ đại, hai tay hai chân mở rộng ra, hai lòng bàn tay chỉ lên trời. Khí tức tiên cổ, phàm cổ tầng tầng lớp lớp trên người, biến hóa không ngớt. Chỉ khí thế thôi, so với sát chiêu thiên địa hợp lực vừa nãy càng thêm bàn bạc, chấn nhiếp lòng người. Mấy phân thân của Bách Túc Thiên Quân đều thối lui về phía sau, thôi động sát chiêu phòng ngự, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, phân thân bách túc thiên quân đột nhiên tự bạo mà không hề có dấu hiệu báo trước. Đây là chiêu thức gì vậy? Bên ngoài động thiên hắc phàm, bản thể bách túc thiên quân cao mày. Mặc dù phân thân của ông ta đã bị diệt vong, nhưng ký ức chiến đấu lại truyền ra ngoài, khiến bách túc thiên quân cảm nhận được sự ảo diệu trong sát chiêu của sở độ. Sát chiêu này vô hình vô sắc, phạm vi bao trùm lớn. Nếu rơi vào bên trong, nhất định sẽ từ trong ra ngoài sinh ra một nội lực rất lớn, dẫn đến bản thân tự bạo. Sao? Phạm vi bao trùng khuếch trương lợi hại đến như vậy sao? Tráng bách túc thiên quân nhăn thành một cục. Bên trong động thiên hắc phàm, sở độ đã sử dụng sát chiêu lực đạo thần bí của mình, trực tiếp bao trùng toàn bộ động thiên hắc phàm. Dẫn đến tất cả phân thân của bách túc thiên quân đều tự bạo mà chết. Bách túc thiên quân mỉm cười, thú vị đây. Xem ra không sử dụng chân thân thì không đối phó được sở độ. Vừa dứt lời, ông ta liền thúc lên một sát chiêu tiên đạo. Một quan ảnh con rết màu trắng từ trên người ông ta bay ra ngoài, chui phá không gian, trong nháy mắt đã hình thành quan ảnh vạn vẹo bên trong động thiên hắc phàm. Sau đó, bách túc thiên quân nhanh chân bước vào bên trong quan ảnh. Muốn vào sao? Sở độ cười lớn một tiếng, nhấc chân đạp mạnh. Một bàn chân lực đạo thật lớn bay ra ngoài, đánh trúng quan ảnh vạn vẹo, đánh lui bách túc thiên quân ra ngoài. Bách túc thiên quân sửng sốt, vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ, động thiên hắc phàm dễ thủ khó công. Nếu ta muốn chui vào, ít nhất phải cần 20 hô hấp. Trong quá trình này đã cung cấp đủ thời gian cho sở độ đối phó ta. Còn nếu đưa phân thân bách túc thiên quân vào, nó sẽ lại tự bạo tiếp, chẳng làm nên chuyện gì. Sở độ toàn lực phòng thủ, co đầu rụt cổ bên trong động thiên hắc phàm. Bách túc thiên quân có cảm giác không thể xuống tay với con rùa đen chỉ còn lại xác này bách túc thiên quân tấn công động thiên hắc phàm phương nguyên cầm tin tức cầu xin giúp đỡ của sở độ miệng thở ra một hơi lo lắng trong lòng hắn lập tức thả xuống mặc dù sở độ là minh hữu của hắn nhưng bây giờ vì giữ gìn động thiên hắc phàm dựa vào nó để chống đỡ bách túc thiên quân đối với phương nguyên mà nói cũng có chỗ tốt địa linh lan gia muốn suối dục sở độ việc này độ khó cực lớn thành công sở độ gia nhập phái lan gia ảnh hưởng rất lớn với địa vị của phương nguyên bây giờ thất bại tin tức phương nguyên và dị nhân liên thủ sẽ bị bại lộ hậu quả không cách nào đoán được phương nguyên đành phải kéo được thì kéo có thể giấu được một ngày thì giấu bởi vì minh ước hai bên phương nguyên không thể lừa gạt sở độ nhất là phương diện độ kiếp phương nguyên không thể độ kiếp ở băng nguyên bắc bộ như vậy sở độ sẽ ngờ vực và từ đó sẽ bại lộ bộ tộc người tuyết người đá bên dưới băng nguyên một khi xử lý không tốt, bị sở độ công kích, phương nguyên đứng giữa, tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, kết minh không thể tùy ý được, rất nhiều cổ tiên kết minh đều cực kỳ cẩn thận. Vốn phương nguyên muốn lợi dụng sát chiêu trụ đạo kéo dài thời gian trong tiên khiếu, sau đó sẽ báo cho sở độ biết. Cái này cũng không tính là lừa gạt. Dù sao nó cũng là sự thật mà. Sau đó, Phương Nguyên sẽ rút ngắn thời gian bên trong tiên khiếu, trước một khắc độ kiếp bắt đầu sẽ thông báo tình huống có biến cho sở độ. Như vậy, sở độ sẽ không kịp chạy đến. Mặc dù sẽ phá hỏng mối quan hệ và sự tin tưởng của sở độ, nhưng cũng chỉ có thể xử lý như vậy. Sở độ là người rất thông minh. Minh ước với hắn, thật sự chẳng có lỗ hổng nào có thể lọt. Phương Nguyên có thể nghĩ đến cũng chỉ biết dùng mánh lới mà thôi. Làm như vậy, tất nhiên sẽ vô cùng phiền phức. Hào phí tiên nguyên thì không nói, nhưng lại khiến cho quan hệ giữa hắn và sở độ phát sinh mâu thuẫn. Tóm lại, vô cùng gút mắt. Nhưng bây giờ, sở độ bị ép phải phòng thủ ở động thiên hắc phàm, bị bách túc thiên quân quấn chân, không cách nào thoát thân. Phương Nguyên không khỏi tán thưởng trong lòng. Bách túc thiên quân đến thật đúng lúc, tạm thời giải quyết được một phiền phức lớn cho hắn. Lần này gặp gỡ cũng là vận khí tốt. Phương Nguyên dùng một con phàm cổ tính đạo, bắt đầu hồi âm ở trong thư hắn biểu hiện sự đồng tình và quan tâm của hắn đối với sở độ tức giận và cừu hận với hành động xâm lấn của bách túc thiên quân đồng thời hắn còn biểu hiện nhất định sẽ phối hợp với sở độ tuyệt sẽ không vi phạm minh ước nhưng độ kiếp của hắn sắp đến hắn cần phải vượt qua được cửa ải này mới có thể giúp sở độ giải quyết phiền toái bách túc thiên quân hắn hy vọng sở độ có thể hiểu và thông cảm cho hắn sở độ rất nhanh gửi tin lại Hắn ta biểu thị mình rất hiểu và thông cảm, đồng thời nói cho Phương Nguyên biết, giải quyết bách túc thiên quân cũng không phải vấn đề khó khăn. Hắn ta sẽ nhờ những chỗ khác giúp đỡ, hy vọng sau khi Phương Nguyên giải quyết phiền phức này thì nhanh chóng ra tay. Phương Nguyên lập tức trả lời, tận hết khả năng của mình, tận hết cố gắng lớn nhất của mình, mong sở độ kiên trì. Mấy ngày sau, Phương Nguyên rời khỏi phúc địa Lan Gia, lợi dụng cổ trận siêu cấp truyền tống ra ngoài. Sau đó, hắn ngựa không dừng vó chạy đến cống ngầm, lựa chọn một nơi không sâu không cạn hạ tiên khiếu xuống. Cống ngầm Bắc Nguyên chủ yếu có 17 cái, do cương minh Bắc Nguyên quản lý. Nhưng sau đại chiến núi Nghĩa Thiên, cương minh bị ảnh tông tính toán, u hồn ma tôn chủ động hy sinh, dùng để luyện chế cổ tiên thai chí tôn, dẫn đến cương minh ngũ vực tận vong trong một đêm. Nhưng ảnh tông cũng đã có bố trí. Cương minh ở Bắc Bộ, đại bản doanh là thành âm lưu đã chìm xuống đất ngoại trừ dương nghiệt ảnh tông còn lại, không có bất kỳ cổ tiên nào có thể tìm được nó. Cống ngầm mà Phương Nguyên đến, tất nhiên không phải cống ngầm của Cương Minh. Ở đó có rất nhiều bóng dáng tán tiên, ma tiên, tất cả đều là người tìm kiếm thành âm lưu. Nói không chừng còn có đám người ảnh vô tà lén lúc chạy đến. Trừ phi Phương Nguyên ngốc nghếch mới có thể lựa chọn nơi đó làm chỗ độ kiếp. Phần lớn cống ngầm đều bị các thế lực siêu cấp chia cắt, hoặc bị cường giả cổ tiên chiếm cứ phương nguyên lựa chọn cống ngầm này gần như đã bị khai thác hết trải qua mấy chục lần kịch chiến cống ngầm đã trở nên hoang vu cằn cỗi phần chính giữa còn bị đứt gãy tóm lại vết chân thưa thớt phương nguyên chọn nơi này chủ yếu bởi vì ở đây có rất nhiều đạo ngân thổ đạo đạo ngân ám đạo cũng rất phong phú tiên kiếp rèn khiếu phương nguyên thành công thúc giục sát chiêu sau đó hắn mở rộng tiên khiếu hai khí thiên địa mãnh liệt tiến vào không bao lâu sau, địa tai lần thứ năm đã thành hình. Bầu trời ảm đạm xuống. Một cái đầu to lớn xuất hiện, chiếm hơn nửa bầu trời. Cái đầu cười khặt khặt, há miệng phun ra một mạch nước ngầm màu đen. Mạch nước ngầm xuyên thẳng, tốc độ cực nhanh. Phần lớn đất đai bị ăn mòn, hoàn toàn thay đổi. Trong chớp mắt, đất đai bị tan rã, hóa thành từng vũng nước bụt nát, hôi thối. Địa tai, mạch nước ngầm ăn mòn. Phương Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV nhận ra được lai lịch của địa tai, vội vàng ứng đối. Mạch nước ngầm ăn mòn này rất khó chơi. Phương Nguyên hoàn toàn không có biện pháp nào khắc chế, chỉ có thể sử dụng sát chiêu công phạt cường ngạnh để đối kháng mà thôi. Cái đầu há miệng ra nôn một cái. Mạch nước ngầm ăn mòn giống như bầy rắn đột kích, khiến Phương Nguyên phải mệt mỏi. Thiên ý tăng uy năng tai kiếp đến cực hạn, khiến Phương Nguyên chật vật không chịu nổi. Địa tai lần này không có chân ý cùng mang tham gia, dẫn đến thiên ý khống chế toàn bộ, bi năng còn kinh khủng hơn so với mấy lần trước. Nhưng thực lực phương nguyên tăng vọt. Truyền thừa tính đạo Đông Hải thì không tính, toàn bộ chân truyền hắc phàm đều thuộc về hắn. Hiện tại, thôi phát các loại sát chiêu trụ đạo tiên cấp cũng rất có dáng. Bởi vậy, mặc dù hắn mệt mỏi, chật vật nhưng vẫn còn dư lực để đề phòng bất trắc khác. Phù Phương Nguyên nhìn vũng nước đen thui hôi thối trước mặt, thở vào nhẹ nhõm. Địa tai lần thứ năm cũng đã vượt qua. Mạch nước ngầm ăn mòn khiến Phương Nguyên mệt mỏi ứng phó, nhưng cũng may hắn nắm giữ chân truyền hắc phàm, không một nhược điểm. Sau khi cố gắng kiên trì, hắn đã vượt qua được kiếp nạn này. Hình dạng mặt đất nơi này đã hoàn toàn thay đổi, cần phải dốc hết sức mới có thể tái hiện lại trạng thái trước đó. Cũng may, tiên khiếu chí tôn đủ rộng. Bên trong tiểu Tây Mạch vốn cũng là một khu vực hoang vu, cho nên tổn thất của phương nguyên cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí, hắn hoàn toàn có thể giữ lại địa vực này, không cần phải quản lý bất cứ thứ gì. Phúc họa tương đồng, mọi thứ đều phải cân nhắc cả hai mặt. Mặc dù nơi này không thể trồng cây bình thường, nhưng có thể được xem là một hoàn cảnh cực đoan, có thể giúp cho rất nhiều mảnh thú, cây cối đặc biệt sinh tồn ở đây. Đương nhiên, nơi này đã có thiên ý, Phương Nguyên cần dùng rất nhiều phàm cổ ngã ý để thanh trừ nhưng đây chỉ là việc rất nhỏ. Trọng điểm là địa tai lần thứ năm đã vượt qua. Thuận lợi trở về phúc địa lan gia, phương nguyên tổng kết lại một chút. Hắn phát hiện, mặc dù uy lực địa tai lần năm vượt qua được bất kỳ trận địa tai nào trước đó, nhưng cũng không vượt qua dự tính của hắn. Có thể vượt qua địa tai, nguyên nhân nằm ở chỗ, trình độ tăng trưởng thực lực của phương nguyên đã vượt qua uy lực của địa tai. Xem ra, địa tai cũng không đáng sợ. Cho đến trước mắt, địa tai đã không ngăn cản được ta. Đáng sợ nhất chỉ là nhân kiếp. Phương Nguyên nhớ lại lần địa tai thứ tư, nhân kiếp vô cùng kinh khủng, trong lòng hắn vẫn bốc lên hơi lạnh. Nhân kiếp lần đó quá đáng sợ, ngay cả thạch long thái cổ cũng đăng tràn. Quy năng của nhân kiếp vượt qua cực hạn của Phương Nguyên. Toàn bộ đều nhờ hắn lừa gạt, gặp nguy không loạn mới vượt qua được. Sở dĩ thiên ý ủ nhân kiếp chính là không thể dựa vào địa tai để bóp chết ta sao? Nguyên nhân chính vì vậy, Thiên ý mới trăm phương nghìn kế bốc cục, lợi dụng nhân kiếp để hủy diệt ta. Lần này ta độ kiếp không gặp phải nhân kiếp nào. Đó là vì ta là Thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, Thiên ý không cách nào nắm được kế hoạch của ta. Cộng thêm ta hành động rất nhanh, để Thiên ý không đủ thời gian để ủ thành nhân kiếp. Thiên ý không phải giả ý, năng lực ảnh hưởng không rõ rệt như giả ý, nhất là đối với những cổ tiên nhân tộc có tu vi cao, linh tính mạnh. Nghĩ như vậy, Phương Nguyên cảm thấy, về sau không nên cố định độ kiếp tại một chỗ thì thỏa đáng hơn. Hắn lúc nào cũng độ kiếp ở băng nguyên Bắc Bộ, mới khiến cho thiên ý có cơ hội lợi dụng, thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng đến rất nhiều cổ tiên dị nhân, thiếu chút nữa hại chết Phương Nguyên. Chỉ là lần này, ta tận lực lựa chọn cống ngầm, chính là muốn gặp được tai kiếp thổ đạo, trợ giúp tiên khiếu chí tôn của ta tăng thêm đạo ngân thổ đạo. Kết quả, lại gặp phải địa tai ám đạo bên trong cống ngầm đạo ngân thổ đạo và ám đạo là nhiều nhất lần này phương nguyên thành công thúc giục tiên kiếp rèn khiếu loại tai kiếp sẽ được chọn trong hai cái này nhưng thiên ý không muốn phương nguyên được như ý nguyện không hình thành địa tai thổ đạo mà hắn muốn mà là ám đạo phương nguyên dùng tiên cổ đạo khả đạo điều tra một chút phát hiện đạo ngân ám đạo trên người hắn đã tăng vọt sắp tiếp cận một vạn trước đó đạo ngân ám đạo chỉ có phần cơ sở không khỏi yếu kém lần địa tai này, tăng trưởng tối thiếu cũng phải 9.000 đạo ngân, cũng không phải là không có thu hoạch. Mặc dù cảnh giới ám đạo của Phương Nguyên rất kém, nhưng hắn lại nắm giữ một con tiên cổ ám đạo, ám độ. Con tiên cổ này có tác dụng rất lớn đối với hắn, có thể che giấu bản thân, ẩn mình trước cảm giác của thiên ý. Khương Ngọc Tiên Tử đã dùng nó để che giấu khí tức thập tuyệt thể của Hắc Lâu Lan một cách hoàn mỹ. Lần độ kiếp này, Phương Nguyên chỉ tốn có mấy ngày mà thôi bên trong động thiên hắc phàm vẫn còn đang trong trạng thái giằng co chiến thuật của sở độ là thất chuyển đỉnh phong động thiên hắc phàm được hắn ta bố trí nghiêm cẩn phòng thủ dọc nước không lọt nhưng phương nguyên có thể nhìn ra được người chiếm thượng phong vẫn là bách túc thiên quân mặc dù ông ta tấn công mấy lần không thành nhưng vẫn có chút hiệu quả bởi vì bách túc thiên quân thuần túy chỉ là tấn công khi đánh khi lui lúc nào đánh lúc nào lui hoàn toàn do ông ta quyết định còn Sở Độ chỉ có thể ỷ lại phòng thủ động thiên, không biết khi nào bắt Túc Thiên quân ra tay và dùng phương pháp gì. Cho nên hắn ta vô cùng bị động. Sở Độ thủ lâu tất mất. Nhưng cách cực hạn của hắn ta vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Phương Nguyên âm thầm phỏng đoán tình hình chiến đấu. Hắn bắt đầu suy nghĩ, nếu Sở Độ chết sẽ có hại hay có lợi đối với hắn. Sau một phen suy nghĩ, Phương Nguyên cảm thấy Sở Độ không chết thì tốt hơn. Nguyên nhân chủ yếu có mấy điểm. Thứ nhất, trên người sở độ có đầu tư của Phương Nguyên. Vốn đầu tư lớn nhất chính là tiên cổ chiêu tai thất chuyển. Sở độ mà chết, tiên cổ chiêu tai sẽ bị hủy theo. Thứ hai, sở độ và hắn có minh ước, thấy chết không cứu là không được. Thứ ba, tai kiếp về sau sẽ càng lúc càng mạnh, sở độ nắm giữ tiên cổ chiêu tai, có thể chia sẻ một phần áp lực rất lớn với Phương Nguyên sự tồn tại của hắn ta có lợi cho sự phát triển của phương nguyên. Thứ tư, nếu trợ giúp sở độ bảo vệ động thiên hắc phàm, phương nguyên có thể dời ao dưỡng thiên tinh đến đó, lợi dụng động thiên hắc phàm không ngừng sản xuất ra thiên tinh, một lần nữa chuẩn bị cho thượng cực thiên ưng. Xem ra, ta vẫn nên ra tay đối phó bách túc thiên quân. Phương Nguyên âm thầm quyết định. Nhưng lúc này hắn lại thông thả, chưa cần ra tay vội. Cứ để sở độ khổ cực chống đỡ một thời gian. Hắn có thể lấy lý do hắn mới đổ kiếp xong, cần chỉnh đốn lại, đồng thời còn cần tích lũy tiên nguyên thanh đề nữa. Lý do này rất đường đường chính chính, không tính là vi phạm minh ước. Cho dù sở độ biết được, cũng vô pháp làm khó phương nguyên. Nam Cương, núi Nhật Quang Ngọn núi Nguy Nga, cây cối xanh ung tươi tốt. Mỗi khi mặt trời mọc, sẽ có một quần sáng bao phủ trên đỉnh núi, giống như một phương miệng sáng. Cho nên ngọn núi này mới được đặt tên là núi Nhật Quang lúc này đang là ban đêm ánh trăng tràn khắp trong núi còn ai đến nữa không diệp phàm đứng ngạo nghễ hai tay khoanh trước ngực đứng trên một hòn đá rất lớn đối diện với y là một đám cổ sư rụt rè do dự không dám tiến lên bọn họ đã bị diệp phàm dọa sợ diệp phàm ngươi là người bị gia tộc khu trừ phải lưu vong đồng thời cũng chỉ là một tán tu mà thôi chúng ta đều là tán tu cần chi phải làm khó người nhà như vậy Diệp Phàm cười lạnh, "Trước khi giao thủ, các ngươi ỷ người đông thế mạnh, tại sao không nói lời này?" "Huống chi, các ngươi có được xem là tán tu không?" "Các ngươi chiếm ngọn núi này, cướp bóc bốn phía, thân là cổ sư, nhưng lấy mạnh hiếp yếu, tùy tiện khi dễ, thậm chí tàn sát phàm nhân." "Tất cả tội ác tày trời của các ngươi chính là ma tu, không phải tán tu." "Hoang uổng quá." "Kẻ dẫn đầu đã đền tội trong tay Diệp Phàm ngươi, chúng ta chỉ là bị buộc mới làm như vậy." Còn nữa, từ khi chúng ta cúi đầu trước Bạch Sát lão đại, chúng ta đã không còn làm việc sằng bậy nữa rồi." Đám cổ sư gào lên. Sắc mặt Diệp Phàm hơi hòa hoãn lại. Theo những gì mà y thăm dò được, tình huống đúng là như vậy. Từ khi Bạch Ngưng băng chấp chưởng núi Nhật Quang, núi Tỉnh Lưu, áp đảo quần ma, không ai còn làm ra những việc ác khiến người ta phải giận sôi người. "Hừ, nếu không phải như vậy, hiện tại các ngươi đã mất mạng rồi." ta sao có thể lưu các ngươi đến tận bây giờ chứ? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, lần này ta đại diện thương gia đến đã thông núi Nhật Quang, núi tỉnh Lưu. Ta sẽ ở đây chờ, các ngươi mau gọi bạch sát ra đây gặp ta đi. Nếu không, đến khi trời sáng, ta sẽ tàn sát nơi này không còn gì nữa. Diệp Phàm vô cùng nhạy bén, không phải là loại mãn phu không biết suy nghĩ. Y biết phòng ngự núi tỉnh Lưu còn chu đáo và nghiêm mật hơn núi Nhật Quang gấp mấy lần nếu y đi một mình đến đây không thể cường công làm bừa được đánh cỏ động rắn, thu hút bạch sát đến mới là thượng sách nhưng y vừa dứt lời đã nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên không cần gọi ta đã sớm đến rồi nói xong mười bóng người xuất hiện ngay sườn núi quần ma nhìn thấy chủ vội vàng kêu to bạch sát đại nhân là bạch sát đại nhân đến cứu chúng ta diệp phàm đưa mắt nhìn người đến chỉ thấy đa số đều là cổ sư tu vi cao hơn đám người ở núi Nhật Quang một tầng. Trong đó không thiếu hảo thủ trong tán tu, ma đạo. Còn có mấy người thành danh đã nhiều năm, người nào cũng có phong độ đặc biệt. Nhưng thu hút y nhất vẫn là cô gái đứng chính giữa nhất. Cô gái này toàn thân áo trắng, tóc bạc ống ánh giống như tu cờ, rủ xuống thắt lưng, đôi mắt xanh đậm sâu như hồ, không chút rung động nào, da thịt trắng như tuyết, gương mặt lạnh lùng nhưng không che giấu được dung nhan tuyệt mỹ lúc này nàng ta đang nằm trên một ghế nằm bằng trúc hai mắt khép hờ như đang chập mắt trước sau ghế trúc là bốn người tuyết kiên trong lòng dịp phàm hơi động y lang thang bên ngoài cũng được xem là người có kiến thức rộng rãi chỉ nhìn diện mạo bên ngoài dung nhang của bạch ngưng băng tuyệt đối là tuyệt mỹ người có thể đánh đồng cũng chỉ có một mình thương tâm từ bạch sát đại nhân chúng tiểu nhân đã dốc hết sức phòng thủ vất vả chờ mọi người đến Rốt cuộc thì ngài cũng đã đến rồi. Lúc này, một vị cổ sư ma đạo lão đảo đến trước mặt bạch ngưng băng, miệng kêu to, gương mặt tràn ngập vẻ nịnh nọt. Ngươi sợ địch tránh chiến, đáng chết. Bạch ngưng băng hơi hé mắt, làm quang lóe lên trong mắt. Sau một khắc, cả cổ sư quỳ trên mặt đất đã bị đông lạnh thành băng xương, chết đến mức không thể chết thêm. Quần ma chấn kinh. Đám cường giả sau lưng bạch ngưng băng lại càng phát rung nhớ lại sự kinh khủng lúc vừa mới gặp Bạch Ngưng Băng. Diệp Phàm cũng cả kinh, giận tím mặt. Hảo cảm lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngưng Băng không còn sót lại chút nào, thay vào đó là lửa giận hừng hực. Quả nhiên là ma đầu. Ngay cả người của mình cũng giết. Diệp Phàm hô quát, nhảy xuống tảng đá, nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng mỉm cười, duỗi ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm Diệp Phàm một cái. Trong chốc lát, diệp phàm chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh bao phủ chân trái của mình y chăm chú nhìn lại chỉ thấy chân trái của mình bị kết thành một khối băng trong suốt đây là chiêu thức gì vậy ta đã sớm thúc sát chiêu phòng ngự nhưng thậm chí một chút lực ngăn cản cũng không có diệp phàm chấn kinh cho đến nay mỗi lần y sử dụng chiêu thức này mọi việc đều rất thuận lợi nhưng bây giờ trong tay bạch ngưng băng ngay cả một hiệp cũng không đấu lại rốt cuộc tu vi của bạch sát là gì? Chiêu thức của ta là do cổ tiên thanh thanh đại nhân trao tặng. Nhưng cũng không đấu lại. Nhìn biểu hiện của nàng ta, dường như vẫn còn dư lực. Chẳng lẽ lần này ta phải chết ở đây? Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy nặng nề. Y đã đánh giá thấp bạch ngưng băng, không ngờ rằng chênh lệch giữa đôi bên lại lớn như vậy. Nhưng sau khi khiếp sợ, Diệp Phàm rất nhanh bình định lại tâm cảnh, chiến ý trong tuyệt cảnh lại càng nhiều thêm. Tới đi, cho dù chết, ta cũng phải chiến tử xa trường. Diệp Phàm hét lớn, mắt hổ phóng ra ánh sáng khiếp người. Quần ma người thì liếm môi, người thì nghiến răng nghiến lợi đang định giải tán, muốn tháo Diệp Phàm thành tám khối. Nhưng nào biết Bạch Ngưng băng lại nhẹ nhàng nói một câu, giết y chết như vậy, chẳng phải nhàm chán làm sao. Từng người lên thôi. Câu nói này lập tức cứu vãn tính mệnh của Diệp Phàm giúp cho ngày chết của y được kéo dài. Ở chung với Bạch Ngưng băng một khoảng thời gian, biết được bản tính của nàng một gã cường giả ma đạo sáng mắt lên lập tức đứng ra nếu bạch sát lão đại đã coi trọng như vậy vậy để tại hạ ra tay ngược sát người này chỉ cần lão đại vui vẻ chính là phúc phận của chúng ta quần ma nghe xong đều mắng to gã cường giả ma đạo này vô sĩ nhưng trong lòng lại vừa hâm mộ lại ghen ghét tự sĩ vã mình sao không ra tay đây chính là cơ hội nịnh bợ khó có được nhưng sau một lát bọn họ đã không còn nghĩ như vậy diệp phàm thân hãm tuyệt cảnh nhưng đại phát thần uy liên tục chém giết mấy gã cổ sư ma đạo mặc dù thủ đoạn của y không đối phó được bạch ngưng băng nhưng đối phó những người này lại dư xài có chút thú vị đây bạch ngưng băng nằm trên ghế trúc khoan thai quan sát toàn bộ cuộc chiến dường như người chết không phải thuộc hạ của nàng mà là người không quen biết diệp phàm thấy nàng lạnh lùng như vậy cảm thấy lạnh cả tim trong lòng lại càng thêm chán ghét mặc dù bạch sát này dung mạo tuyệt mỹ nhưng tâm địa lại ác độc hoàn toàn không thể sánh bằng tiểu thư thương tâm từ người tụ theo loài vật phân theo bầy hát sát đi cùng nàng ta chỉ sợ cũng chẳng phải loại người gì tốt a à, đột nhiên diệp phàm mở miệng kêu lên thảm thiết thì ra cánh tay phải của y bỗng nhiên từ trong ra ngoài đâm ra vô số băng trùy lập tức đâm rách cánh tay phải của y da tróc thịt bông có thể nhìn thấy được cẳng tay màu trắng huyết dịch vừa mới phun ra đã bị hàng băng đông cứng Cánh tay phải của Diệp Phàm đã bị phế. "Tốt, tiếp tục đi." Bạch Ngưng Băng thản nhiên nói. Đấu trí của quần ma vốn đã bị giảm đi, nhưng sau khi nhìn thấy cánh tay phải của Diệp Phàm bị phế, tất cả đều dấy lên hy vọng. Mọi người lần lượt ra sân, phải nhân dịp đối thủ Lâm Nguy mà chiếm lợi thế. Nhưng nào biết Diệp Phàm càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, lấy thương đổi thương, hoàn toàn là đấu pháp muốn mạng, ngược lại khiến cho đám ma đạo sợ ném chuột vỡ bình không dám liều mạng, liên tục thất bại. Có người thua trận, có người bị Diệp Phàm tận dụng thời cơ giết chết. Vô năng. Ta dùng các ngươi làm gì chứ? Bạch Ngưng Băng thoáng nhìn, lam mang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Đám cổ sư ma đạo bị chiến bại, ngay cả tiếng chào cuối cùng còn chưa kịp phát ra đã bị đông cứng thành vụn băng, tán mệnh ngay tại chỗ. Bạch Ngưng Băng hung ác dị thường, đám cổ sư còn lại run lẩy bẩy, ngay cả trong lòng Diệp Phàm cũng lạnh lại tay phải bạch ngưng băng vung lên bốn người tuyết hiểu chuyện chậm rãi hạ ghế trút xuống bạch ngưng băng khoan thai đặt chân xuống đất chắp hai tay sau lưng nhìn về phía diệp phàm quần ma vui mừng nhìn điệu bộ này bạch ngưng băng đang định đích thân ra tay diệp phàm cười thảm thực lực của bạch ngưng băng kinh khủng khiến cho y phải tuyệt vọng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân là do ta khinh thường chết ở đây cũng là ta gieo gió gạt bão nhưng trước khi ta chết các hạ có thể thỏa mãn cho ta một nghi vấn nho nhỏ được không ồ bạch ngưng băng nhìn diệp phàm nàng đánh giá diệp phàm một chút sau đó thản nhiên nói ngươi cũng được xem là một hào kiệt rất ít người trước mặt tử vong lại bất động thanh sắc như vậy cũng được ngươi hỏi đi ta muốn hỏi hát sát rốt cuộc hắn là hạng người gì diệp phàm hỏi câu hỏi lớn nhất trong lòng mình lông mày bạch ngưng băng ngưng lại từ lúc nàng xuất hiện đến giờ nét mặt của nàng luôn lạnh lùng biểu hiện này của nàng nói rõ tâm của nàng không được bình tĩnh hắn bạch ngưng băng ngửa mặt lên trời nhìn trăng sáng kéo dài giọng diệp phàm nhướng hai mắt tập trung toàn bộ tinh thần để lắng nghe nhưng ánh mắt bạch ngưng băng lại hiện lên sự trêu tức và băng lãnh diệp phàm mở to mắt trong phút chốc bị đông cứng thành băng côn bạch ngưng băng nhìn trăng sáng trên bầu trời sau mấy hơi thở nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Sau lưng nàng, toàn thân Diệp Phàm bao phủ bên trong hàng băng trong suốt, chết không nhắm mắt. Quần ma tâm như hến, không dám phát ra tiếng động nào. Nhưng Bạch Ngưng băng chỉ vừa mới đi được vài bước, một một luồng khí lưu màu đen từ phía sau truyền đến, kéo theo mái tóc bạc của nàng bay lên trong bầu trời đêm. Cái gì? Mắt màu lam của Bạch Ngưng băng co lại thành mũi kim, quay phát đầu lại, chỉ thấy có bốn bóng đen chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng diệp phàm trong đó có một người diện mạo đáng ghét là tiên cương không phải người sống đang khoát tay lên vai diệp phàm y thúc giục một sát chiêu tiên đạo luồng khí lưu quỷ dị mà bạch ngưng băng cảm nhận được vừa nãy chính là bắt nguồn từ đây lông tơ toàn thân bạch ngưng băng lóe sáng chiến ý trong phút chốc kéo lên trạng thái đỉnh phong khí tức cổ tiên trên người nàng điên cuồng tràn ra ngoài rất nhanh nhục thể của nàng phát sinh thay đổi. Hầu kết xuất hiện, bộ ngực cao và mềm mại co lại thành lồng ngực cứng rắn nam tính của đàn ông, gương mặt trở nên góc cạnh như lưỡi đau lạnh thấu xương. Ha ha, bạch mương băng, hư khiếu này của ngươi là của ảnh tông ta giao cho, có thể áp chế đạo ngân biến hóa trên người, khiến cho ngươi có thể trở lại thành đàn ông, càng có thể giúp cho ngươi trở thành giả tiên, có được tiên nguyên thanh đề để luyện hóa, vận dụng tiên cổ. Bây giờ ngươi lại dùng hư khiếu này để đối phó ta ảnh vô tà cười nhẹ người của ảnh tông bạch ngưng băng nheo mắt ánh mắt lóe lên hàng mang nguy hiểm vừa dứt lời diệp phàm đã được ảnh vô tà cứu sống hàng băng bao trùm toàn thân của y đều hóa thành vũng nước động người của y như muốn nhũng ra té quỵ dưới đất gương mặt tái nhợt miệng thở dốc trải nghiệm giờ phút sinh tử khiến cho y cảm nhận được thật sâu thế nào là sự khủng bố tâm cảnh của y bị đã kích thật lớn nhất thời khó mà tự kiềm chế được. Người này, ngươi không thể giết. Ảnh vô tà lường diệp phàm một cái. Y có tiên cổ sát vận, có thể quan sát được khí vận dày đặc của diệp phàm. Sau khi chạy trốn về từ Đông Hải, y luôn trốn trong tiên khiếu của Thạch Nô, không ngừng nghiên cứu thủ đoạn ứng đối sát chiêu điều tra của Phương Nguyên. Mặc dù không có được thành quả quá lớn, nhưng sau khi ảnh vô tà nhìn thấy Diệp Phàm, y đã cảm nhận được khí vận của mình chấn động, biết đối phương có quan hệ liên vận với mình. Phương Nguyên là người sở hữu Xuân Thu Thiền, là quân cờ của thiên ý, từ tương lai trở về, hắn tất nhiên biết ai là người có khí vận mạnh. Giết Diệp Phàm đối với ta chỉ có hại mà thôi. Về phần bạch ngưng băng, y thân phụ minh ước ảnh tông, không cần phải lo lắng y làm phản. Y lại là thập tuyệt thể, có tác dụng rất lớn đối với đại kế cứu bản thể của ta. Ảnh vô tà vừa suy nghĩ vừa ra tay, ném ra ngoài một con phàm cổ ngũ chuyển bạch tương tiên xà bạch ngưng băng đưa tay tiếp nhận y hơi kinh ngạc một chút bởi vì con cổ trùng này đã để lại ấn tượng khá sâu sắc cho y đây chính là manh mối quan trọng trong đổ ước ngàn năm của tuần thiên ngũ tướng bạch ngưng băng ngươi chính là huyết mạch duy nhất của bạch tướng năm đó có tư cách tham gia đổ ước ngàn năm này ảnh vô tà chậm rãi nói bạch ngưng băng im lặng một chút đây chính là mưu đồ ảnh tông ngươi mời chào ta sao ảnh vô tà cũng không trả lời nhẹ nhàng quay người rời khỏi hắc lâu Lan, thạch nô thái bạch vân sinh theo sát đằng sau bạch ngưng băng khẽ cắn môi thu liễm lại hàng quan rồi đi theo chỉ để lại dịp phàm đang quỳ rạp dưới đất thở dốc không thôi về phần đám cổ sư ma đạo từng người đứng như pho tượng gió thổi qua tất cả đều hóa thành những bãi bùn đen bắc nguyên đồi thành long lần này các hạ không ngại từ xa đến đây tương trợ trên dưới sở môn ta vô cùng cảm kích một cổ tiên lực đạo cung kính hành lễ với phương nguyên phương nguyên gật đầu nhìn đối phương một chút trước khi gặp được phương nguyên sở độ vì hấp thu chân ý cùng mang gia tăng cảnh giới lực đạo mà không tiếc bỏ ra thời gian và tinh lực cố ý vung trồng đám cổ sư phàm nhân bồi dưỡng bọn họ thành cổ tiên tích lũy dài lâu số lượng cổ tiên lực đạo dùng một bàn tay cũng đếm không hết mà tăng lên Sở Độ nhận bọn họ làm đồ đệ, tùy ý thành lập môn phái, chính là Sở môn. Mặc dù Sở Độ bồi dưỡng số cổ tiên lực đạo này, nhưng dụng ý không thuần. Lực đạo suy thoái, cổ tiên lực đạo lại thiếu tiên cổ, không đáng để lo. Phương Nguyên vừa ước định trong lòng vừa dò xét đồi Thành Long. Ngọn đồi này thấp bé, bề ngoài chẳng có gì đáng chú ý, nhưng lại là một phúc địa chính gốc. Bên trong đồi Thành Long ẩn chứa đạo ngân biến hóa đạo phong phú đạo ngân biến hóa đạo có thể giúp cho sinh mệnh nơi này tiến hành chuyển hóa thành long thú. Nơi này còn từng sản xuất ra rất nhiều cổ long, ví dụ như cổ kim long, cổ thủy long, cổ thổ long, cổ long trảo, cổ long tức, cổ long châu. Đáng tiếc, bởi vì trận chiến hủy diệt hắc gia, nơi này đã bị một số cổ tiên cướp sạch. Nhưng mấy tháng gần đây, bách thúc gia chấp trưởng đại quyền, bách phế đại hưng, điều động cổ tiên cố ý trấn thủ đồi thành long, trùng kiến tài nguyên lặp lại huy hoàng trước đó. Nơi này cũng là một trong những trọng địa của Bách Túc gia. Tại hạ đã tìm hiểu rõ ràng, ở đây vốn do Thái Thượng Tứ trưởng lão Hắc gia trấn giữ. Nhưng hiệu quả mà ông ấy xây dựng được đã bị cổ tiên Bách Túc gia chiếm hết. Hắc hắc, Thái Thượng Tứ trưởng lão Hắc gia có tu vi thất chuyển, nhưng vị cổ tiên Bách Túc gia được điều động đến chỉ có lục chuyển, vừa lúc thuận tiện cho chúng ta hành động. Nơi này chính là trọng điểm tấn công của chúng ta. Các vị đồng môn đều đã vào chỗ chỉ cần chúng ta ra tay khai hỏa trận chiến đầu tiên chỉ cần đánh bách túc gia đến đau nhất nhất định sẽ khiến cho bách túc thiên quân phải từ bỏ động thiên hắc phàm trở về trấn thủ cổ tiên lực đạo sở môn thao thao bất tuyệt biểu hiện hưng phấn nếu bách túc thiên quân vẫn là tán tu trước đó nói không chừng sở độ đã sớm từ bỏ phòng thủ động thiên hắc phàm nhưng hiện tại bách túc thiên quân đã chiếm được hắc gia sáng lập ra một thế lực chính đạo siêu cấp mặc dù thế lực khuếch trương rất lợi hại nhưng cũng có nhược điểm thế gian mạnh và yếu đều là tương đối cũng giống như cương minh trả thù tuyết hồ lão tổ đám người phần thiên ma nữ không đối bính với tuyết hồ lão tổ mà chuyên tìm những cổ tiên ma đạo khác của đại tuyết sơn để quấy rối cướp đoạt bốn phía phá hỏng chuyện tìm kiếm cổ tài của bọn họ không bao lâu sau tuyết hồ lão tổ cường đại cũng không chịu nổi đành phải thỏa hiệp với cương minh sở độ hữu dũng hữu mưu văn võ song toàn sách lược đối phó bách túc thiên quân như vậy không thể nghi ngờ là rất chính xác nhưng hiệu quả như thế nào còn phải nhìn xem phương nguyên và đám cổ tiên lực đạo của sở môn phá hư ra sao bắc nguyên bên ngoài đồi thành long cổ tiên lực đạo sở môn tiếp tục nói tin tức về vị cổ tiên bách túc gia này không dễ nghe ngóng bọn họ đều núp bên trong động thiên bách túc rất ít khi ra ngoài là ai thì ra đã vừa nói được phân nửa, Phương Nguyên đã bay ra ngoài. Mau trở lại đi. Kế hoạch tác chiến của chúng ta còn chưa định xong mà. Không thể lỗ mãn được. Đừng nhìn chúng ta chỉ có hai người, đối phương chỉ có một. Nhưng đối phương có địa lợi, trên đồi Thành Long lại có bố trí cổ trận trọn vẹn. Chỉ cần bọn họ phòng thủ, chèo chống được một lát, Bách Túc Gia sẽ có viện quân cường đại chạy đến. Cổ tiên sở môn vội vàng truyền âm, cấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Phương Nguyên chẳng thèm quan tâm, bay lên giữa không trung, trực tiếp hô to, bách túc gia ra đây, Đồi thành long này sẽ thuộc về sở môn ta. Sở môn cái gì? Chưa từng nghe nói qua. Thế mà ngươi lại dám đến bách túc gia ta dương oai. Một cổ tiên thanh niên xuất hiện trên đồi thành long, gương mặt tràn ngập vẻ khinh thường. Xong rồi. Cổ tiên sở môn ôm đầu, gương mặt tràn ngập vẻ ai oán, tại sao sư phụ lại tìm một kẻ lỗ mãn như vậy đến giúp đỡ chứ? Quá lỗ mãn, thật sự quá lỗ mãn. Cục diện tốt đẹp ban đầu. Hai, gã lắc đầu không thôi. Kế sách hiện nay chỉ có thể cường công mà thôi. Trong lúc cổ tiên sở môn đang định hiện thân, Phương Nguyên đã ngang nhiên ra tay. Hoành, một đại thủ ấn bay ra, như ngọn núi nhỏ đè xuống, chen bể không khí, khí thế kinh thiên động địa mặc kệ cổ tiên sở môn hay là cổ tiên bách túc gia cả hai đều trợn mắt há mồm bị một chiêu này chấn trụ cổ tiên bách túc gia kịp phản ứng y hú lên một tiếng quái dị chiến lực thất chuyển ngươi 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 là tiền bối mà giả heo ăn thịt hổ ngươi không biết xấu hổ sao nói xong y điên cùng thôi động cổ trận phòng ngự đồi thành long cổ trận được thôi động trên đồi thành long dâng lên từng tầng quan ảnh chói lọi che lại toàn bộ đồi thành long Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, đại thủ ấn lực đạo không thèm quan tâm, cứ thế mà đập vào. ầm ầm ầm. Đại thủ ấn lực đạo thế lớn, cuối cùng đã phá vỡ cổ trận. Không chèo chống nổi năm hô hấp, cổ trận phòng ngự đồi thành long đã bị một kích của Phương Nguyên phá hư hầu như không còn. Mặt cổ tiên bách túc da không còn chút máu. Y chỉ là cổ tiên lục chuyển bình thường, nhìn thấy uy năng Phương Nguyên như vậy, nào còn dám ở lâu, không nói một lời, bỏ chạy là hơn phương nguyên cũng không truy sát chậm rãi bay đến trên không đồi thành long đồi thành long đã hoàn toàn thay đổi nhưng cũng chẳng sao phương nguyên có tiên cổ giang sơn như cố trong tay nhưng trước mặt người ngoài hắn không tiện sử dụng thế là phương nguyên thôi động một tiên cổ khác bạc núi ầm ầm trong ánh mắt kinh hãi của cổ tiên sở môn toàn bộ đồi thành long đều bị phương nguyên rút lên sau đó mở rộng cánh cửa tiên khiếu nhét đồi thành long vào bên trong Hắn, hắn có thể lấy hết toàn bộ đồi Thành Long." Cổ Tiên Sở Môn nói năng lắp ba lắp bắt. Cho đến lúc này, gã rốt cuộc đã hiểu được, lời nói vừa nãy của Phương Nguyên là thật, không phải thùng rỗng kêu to. Vãn bối bái kiến tiền bối. Cổ Tiên Sở Môn cúi đầu, bay đến giữa không trung, một lần nữa hành lễ với Phương Nguyên. Gã vô cùng cẩn thận, nhưng nhiều hơn là khẩn trương. Khí tức mà Phương Nguyên biểu hiện là khí tức cổ tiên lục chuyển nhưng cổ tiên sở môn luôn hoài nghi việc này cảm thấy phương nguyên chính là loại dở hơi tiền bối đại năng thích giả heo ăn thịt hổ phương nguyên cười nhạt quan sát hướng động thiên hắc phàm hắn không ra tay nữa quy mô lần hành động này khá lớn tiếp theo bách túc gia nhất định sẽ hỏa tốc hành động dốc hết toàn lực để trả thù lúc này rút lui là thỏa đáng nhất dù sao hắn cũng đã lấy được đồi thành long về phần cổ tiên bách túc gia có đến bao nhiêu người cũng không thể giết. Giết người hắc gia thì được, nhưng giết cổ tiên Bách Túc gia, nhất định sẽ chọc giận Bách Túc Thiên quân. Đây không phải là điều trí giả nên làm. Rất nhanh, tin tức đánh lén Bách Túc gia đã truyền đến tai Bách Túc Thiên quân. "Ồ, xem ra thế lực tiềm ẩn của Sở Độ cũng không nhỏ." Bách Túc Thiên quân lấy làm kinh hải. Tám vị cổ tiên đều là lực đạo. "Sở Độ, ngươi mưu đồ lớn thật đấy." Bách túc thiên quân nheo mắt, lẩm bẩm nói. Vị cổ tiên bác chuyển này không thể không thừa nhận, ông ta đã đánh giá thấp sở độ. Ông ta không chỉ đánh giá thấp chiến lực cá nhân sở độ, mà còn đánh giá thấp thế lực của hắn ta. Tin tức trận chiến này truyền ra, nhất định sẽ khiến cho giới cổ tiên bắc nguyên chấn động. Ai cũng không nghĩ đến, bên cạnh sở độ lại tập kết một đám người như vậy. Nhưng có bấy nhiêu mà muốn ta rút đi, ngươi không khỏi xem thường bách túc thiên quân ta rồi. Bách túc thiên quân không hề có ý nhượng bộ. Ông ta lựa chọn dừng lại, suy nghĩ các loại phương pháp, làm thế nào để thuận lợi xâm lấn vào bên trong động thiên hắc phàm. Quả nhiên, tin tức dần dần truyền ra, giới cổ tiên Bắc Nguyên vừa mới bình tĩnh chưa được bao lâu đã gợn sóng lần nữa. Bách túc gia bị thế lực không rõ đánh lén, chật vật không chịu nổi, mấy điểm tài nguyên liên tiếp bị mất. Lớn nhất là đồi thành long, chỉ còn lại cái hố to. Bách Túc Gia giống như một con sư tử đang xù lông, dương nanh múa vuốt, nhanh chóng muốn trả thù. Nhưng cổ tiên sở môn đến nhanh mà đi cũng nhanh, chiến thuật chính xác, không hề tổn thất một người. Mấy ngày sau, Phúc Địa Lan Gia, Phương Nguyên xem chiến báo trong tay. Nói như vậy, tình thế nguy hiểm của động thiên hắc phàm vẫn chưa được giải khai. Cũng đúng. Lần này sở môn tập kích toàn diện, mặc dù thanh thế to lớn nhưng tổn thất của Bách Túc Gia cũng không bao nhiêu. Tổn thất lớn nhất chính là đồi thanh long, những điểm còn lại vốn đã bị phá hỏng rất nhiều, thời gian trùng kiến lại rất ngắn. Cộng thêm cổ tiên lực đạo có được tiên cổ rất ít, không thể trông cậy vào chiến lực, tạo thành phá hư cũng rất nhỏ. Nói tóm lại, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, cũng khó trách bách túc thiên quân có thể gánh vác được, tiếp tục tấn công động thiên hắc phàm. Như vậy, tình huống lâm vào dằn co. Vây quanh động thiên hắc phàm chia thành hai chiến trường một là sở độ dựa vào phòng ngự động thiên hắc phàm bách túc thiên quân nghỉ trăm phương nghìn kế tấn công sở độ vô cùng bị động còn bách túc thiên quân thì nắm giữ quyền chủ động một bên khác là sở môn đánh lén bách túc gia sở môn chiếm giữ chủ động bách túc gia bị động phòng thủ tổng thể mà nói bên phía sở độ vẫn yếu thế hơn phương nguyên thở dài một tiếng bách túc thiên quân tu vi bát chuyển sức mạnh bao la sở dĩ ông ta không phát huy ra bởi vì ông ta muốn đoạt được động thiên của một vị cổ tiên bác chuyển còn mạnh hơn khi còn sống cổ tiên đạo ngân càng nhiều tiến vào phúc địa động thiên sẽ vô cùng khó khăn cổ tiên bác chuyển ngay cả phúc địa cũng không chen vào được nếu chen vào nhất định sẽ ép bể toàn bộ phúc địa mặc dù bách túc gia vừa mới thành lập chưa được bao lâu nhưng nội tình không yếu chiêu hàng được rất nhiều người hát gia thực lực tổng hợp vượt xa sở môn lần đầu tiên sở môn chiếm tiện nghi cũng là do đánh lén đánh bách túc gia không kịp chuẩn bị đánh lén sau đó đối phương đã có lòng cảnh giác mọi chuyện cũng không còn dễ dàng và an toàn nữa nếu tình huống này phát triển tiếp khả năng bách túc thiên quân cướp được động thiên hắc phàm sẽ rất cao nhưng sở độ vẫn còn lá bài tẩy khác phương nguyên quyết định tạm thời quan sát mấy ngày sau trên dưới sở môn lo cho an nguy của sở độ lại muốn tiếp hành tập kích vì thế đã gửi thư mời phương nguyên Phương Nguyên từ chối, đồng thời khuyến cáo bọn họ không nên hành động vội vàng. Sở Môn không nghe theo ý kiến của Phương Nguyên, nhưng rất nhanh Sở Độ đã gửi thư ước thúc bọn họ. Mặc dù Sở Độ bị cổ tiên bác chuyển công kích nhiều lần, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, phán đoán thế cục vô cùng chuẩn xác. Hành động sáng suốt đó đã giữ cho Sở Môn được an toàn. Thế cục một lần nữa lâm vào giằng co. Tiếp theo phải nhìn xem Sở Độ ứng đối ra sao. Phương Nguyên không tin Đường đường là bá tiên mà tài năng chỉ có thế. Hắn tạm thời ném việc này ra sau óc. Địa tai lần năm đã qua, trọng điểm chủ yếu của hắn vẫn đặt vào việc kinh doanh tiên khiếu. Sau khi cướp được Đồi Thành Long, Tiểu Nam Cương tạm thời có thêm một danh sơn. Mặc dù bề ngoài của Đồi Thành Long không đáng chú ý, nhưng nội tình thâm hậu. Sau khi bỏ qua núi kế tiên, nó trở thành ngọn núi đứng thứ hai sau núi Ngũ quan Tiểu Tây Mạc có thêm một đầm lầy hắc ám, tràn ngập đạo ngân ám đạo phương nguyên sử dụng rất nhiều cổ ngã ý cọ rửa thiên ý không còn một chút ngoài ra bên trong đông hải còn có thêm một huyết hồ bên trong huyết hồ phương nguyên bỏ rất nhiều huyết dịch hoang thú huyết dịch cổ tiên tiên cổ huyết bản cũng bỏ vào trong chìm chìm nổi nổi trong hồ con tiên cổ này bị phương nguyên thúc dùng quá độ đã tổn thương bản nguyên bây giờ phương nguyên để nó ở đây chậm rãi chữa trị phương nguyên câu thông thần niệm phát hiện muốn chữa trị hoàn toàn cho con tiên cổ này vẫn còn từng một khoảng thời gian rất dài mà đây cũng là nhờ tiên cổ huyết đạo dễ chữa trị đổi lại con tiên cổ khác hắn phải sử dụng thủ đoạn bình luyện tiến hành khôi phục như cũ không chỉ độ khó cao mà phong hiểm lại lớn trong số các đạo ngân đạo ngân huyết đạo hợp tâm ý ta cũng tương đối nhiều đáng tiếc ta chỉ có một con tiên cổ huyết bản nếu có thể luyện ra huyết thần tử kế hoạch luyện huyết thần tử bắt đầu được thúc đẩy. Bên trong phúc địa Lan Gia, đại lục Bạch Mao, Hắc Mao, Hoàng Mao đã triển khai nội chiến được mấy năm. Đứng vững, đứng vững cho ta. Viện quân của chúng ta sắp đến rồi. Cổ sư đầu lĩnh Hắc Mao điên cuồng hò hét, cổ vũ sĩ khí. Trên chiến trường, quân đoàn Hắc Mao chỉ còn lại một khối nhỏ, còn lại đều là Bạch Mao, Hoàng Mao. Đám cổ sư Hắc Mao quyết chiến nhưng binh lực quả thật có hạn, nhân số càng đánh càng ít. Đúng lúc này, một âm thanh như lôi đình vang vọng chiến trường. Một dòng nước xiết chảy ngang qua toàn bộ chiến trường, cuốn sạch đám người bạch mau, hoàng mau. Nhất thời, liên quân tổn thương thảm trọng. Cường giả ngũ chuyển phía hắc mao đã đến rồi. Là cổ sư phương chính. Liên quân bạch mau, hoàng mao đại loạn. Được cứu rồi, là phương chính. Biểu hiện của đám cổ sư hắc mau vô cùng phức tạp dưới vạn chúng chú mục phương chính đứng trên lưng thôn gian thiềm một thân áo lam theo dòng nước lao nhanh tiến vào chiến trường ào ào y ngang nhiên ra tay thế công mãnh liệt đi đến đâu người ngã ngựa đổ đến đó liên quân trong nháy mắt bị y dết đến thất linh bát lạc ngươi rốt cuộc cũng đã trở thành cường giả một phương nhìn chung ba đại lục thực lực của ngươi tuyệt đối là vị trí đứng đầu giả ý phương nguyên ở trong đầu phương chính vui mừng nói Phương Chính thản nhiên đáp lại, tích lũy đến bây giờ, đây là chuyện nước chảy thành sông. Mấy năm qua, y giết người như ngóe. Dưới áp lực sinh tử tồn vong, y dần dần cảm nhận được tâm cảnh tàn sát toàn tộc của Phương Nguyên lúc đó. Bị bất đắc dĩ. Ngươi không chết thì ta vong. Phương Chính vẫn không tha thứ cho Phương Nguyên, nhưng y hiểu cách làm của Phương Nguyên. Y đã từng tràn ngập ý chí cừu hận, theo thời gian trôi qua, được giả ý phương nguyên nhiều lần trợ giúp y thoát khỏi hiểm cảnh, cừu hận đó cũng dần dần phai nhạt. Trốn. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của phương chính. Rất nhanh, liên quân cổ sư Hoàng Mao, Bạch Mao trở nên tan tác. Phương chính cũng không thèm chào hỏi đám cổ sư Hắc Mao, chỉ dọn dẹp chiến trường một chút rồi quay người rời đi. Chỉ để lại một đám cổ sư Hắc Mao, dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng của y, đưa mắt nhìn y dần dần đi xa y chính là vị cổ sư nhân tộc trong truyền thuyết đúng là lợi hại trong chớp mắt đã đặt vững thắng cục đáng tiếc y đã đắc tội cao tầng lại là dị tộc cho dù có lập được công lao lớn cũng chỉ có thể đạt đến vị trí hiện tại mặc dù ta rất cảm kích y nhưng vì tiền đồ của mình vẫn nên giữ một khoảng cách với y thì tốt hơn phúc địa Lan gia sau khi phương nguyên tiếp nhận một luồng giả ý biểu hiện đã rõ ồ xem ra bên phía phương chính sắp thành nhưng cổ phương huyết thần tử lại chưa hoàn thiện rốt cuộc ta có nên tập trung một phần tinh lực vào phương diện này hay không lúc đầu dựa theo kế hoạch của phương nguyên đương nhiên có thể lợi dụng vần sáng của cổ trí tuệ suy tính cổ phương huyết thần tử vừa nhanh lại ít dùng sức nhưng lúc này vần sáng cổ trí tuệ khó mà với tới phương nguyên chi bằng trực tiếp suy tính cổ phương huyết thần tử còn nhanh hơn cẩn thận suy nghĩ một chút Phương Nguyên vẫn từ bỏ suy nghĩ mê người này. Một phương diện, hắn có chân truyền trụ đạo hắc phàm, thủ đạo không thiếu. Nếu luyện thành huyết thần tử, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Một phương diện khác, tình huống huyết đạo đang không ổn. Một khi sử dụng, nhất định sẽ bị cổ tiên khác vây quét. Trong trí nhớ của Phương Nguyên, thời kỳ ngũ vực loạn chiến mới là thời đại huyết đạo ngóc đầu lên được. Sau khi thu hoạch được đồi Thành Long, mấy ngày qua Phương Nguyên vừa chờ đợi động tác của Sở Độ, vừa vất vả tu hành như cũ. Lợi ích của hắn bắt đầu giảm xuống. Bởi vì hắn đã bán gần như không còn một phần tài nguyên rất lớn bên trong động thiên hắc phàm. Có rất nhiều tài nguyên của động thiên hắc phàm, Phương Nguyên không thể nuôi được bên trong tiên khiếu chí tôn. Hắn đành phải bán chúng ra ngoài, đổi lấy thứ mình cần. Như vậy, lợi nhuận và lợi ích của hắn sẽ tăng vọt. Đáng tiếc, việc buôn bán như vậy giống như nước không nguồn kéo dài mấy tháng là cạn kiệt. Mặc dù hắn vẫn kiếm được rất nhiều tiên nguyên thạch nhưng phung phí cũng không ít. Cứ hai tháng đổ kiếp một lần, thật sự quá tấp nập. Thời gian còn lại, Phương Nguyên ra tay với động thiên hắc phàm, đông hải, đồi thành long, phải sử dụng tiên cổ, hao phí tiên nguyên thanh đề quả thật hơi nhiều. Cộng thêm hắn kinh doanh tiên khiếu, nhiều lần bỏ tiền ra xây dựng. Tiên nguyên thạch có rồi lại đi, giống như cơn hồng thủy chảy qua. Mặc dù số lượng nhiều, nhưng Phương Nguyên vẫn trong tình trạng cháy túi. Trước mắt, thứ có thể mang đến lợi ích to lớn cho ta chính là giải quyết cạm bẫy hồn đạo trên nhục thân tiên cương, để ta có thể sử dụng vần sáng trí tuệ lần nữa. Tiếp theo chính là lấy được thủ đoạn tính đạo, có thể phá giải trói buộc minh ước trên người ta, để cho ta có thể ung dung lợi dụng thế lực khắp nơi, các loại quan hệ đạt đến hiệu quả tá lực đã lực. Tiếp theo nữa là thăng lên thất chuyển, có tiên nguyên hồng tảo, giảm bớt hao phí cho ta, giúp cho ta tăng vọt về chất phương nguyên đang nghe truyện trên tv audio cv nhìn thấy rõ tình huống của mình đáng tiếc là có biết cũng không có nghĩa là sẽ làm được hắn lâm vào trạng thái bình cảnh của tu hành trừ phi có cơ duyên bằng không hắn chỉ có thể đau khổ vượt qua những cửa ải này mà thôi nhưng cơ duyên làm sao nói có là có nói đến là đến cho dù đến phương nguyên cũng phải hoài nghi đây có phải là bố cục của thiên ý hay không thời gian tu hành hồn đạo phương nguyên vẫn giữ trong vòng một canh giờ thời gian còn lại hắn không phải lợi dụng tiên cổ phi kiếm gia tăng đạo ngân kiếm đạo cho mình thì cũng truyền tống ra bên ngoài thôi động tiên cổ tinh mâu luyện hóa tinh thần ngoài ra hắn còn tốn rất nhiều tinh lực lén lút rèn luyện sát chiêu trụ đạo gia tăng độ thuần thuộc trong tương lai có thể sử dụng trong thực chiến công việc chủ yếu còn lại chính là kinh doanh tiên khiếu nói đến xây dựng cơ bản cho tiên khiếu chí tôn Đến nay phương nguyên còn chưa hoàn thành. Nguyên nhân nằm ở chỗ, tiên cổ của hắn thật sự quá nhiều. Khi hắn có thể tự cấp tự túc, hắn không cần ỷ lại bên ngoài, chỉ cần dựa vào tài nguyên sản xuất bên trong tiên khiếu chí tôn là có thể nuôi nấng toàn bộ tiên cổ. Lúc đó, việc xây dựng cơ bản mới tính là hoàn thành. Đáng tiếc, tiên cổ bát chuyển của phương nguyên lại không ít. Đến nay, hắn chỉ lo được một lần thức ăn cho tiên cổ thái độ, tiên cổ tuệ kiếm cũng không còn cách nào hắn đã làm đến cực hạn của mình ngày nào hắn cũng phải tranh thủ từng giây từng phút hắn đối với thời gian cực kỳ keo kiệt nhưng thời gian và tinh lực chung quy vẫn là có hạn hắn chỉ có thể cẩn thận suy nghĩ phân phối thích đáng sau đó mới bắt đầu triển khai tu hành cố gắng như vậy đã đổi lấy tiến bộ nhanh chóng cho phương nguyên mỗi ngày hắn đều có thể vui vẻ thu hoạch tiên khiếu chí tôn vốn đã nghịch thiên Phương Nguyên không phải là người khắc khổ một cách đơn giản. Hắn tàn nhẫn đối với người bên ngoài, nhưng đối với bản thân cũng cực kỳ khắc nghiệt. Tập hợp mọi yếu tố lại, phát triển bên trong tiên khiếu có thể nói thay đổi từng ngày, thực lực của Phương Nguyên có thể nói là tăng vụt. Trôi qua thêm nửa tháng, Phương Nguyên nhận được thư của Sở Độ. Ở trong thư, Sở Độ mời Phương Nguyên ra tay tương trợ, đồng thời sau khi chuyện thành công, sẽ trả thù lao xứng đáng cho Phương Nguyên giọng điệu của sở độ vô cùng khách sáo dường như quên mất phương nguyên là minh hữu của hắn ta sở độ có thể ẩn nhẫn thời gian dài như vậy xem ra khó có được cũng được để ta đi một chuyến phương nguyên đã sớm chuẩn bị tâm lý lập tức lên đường sau một ngày một đêm hắn đã đến địa điểm tập hợp bí mật khi đến nơi này hắn phát hiện có không ít cổ tiên đã đến trước tiền bối ngươi đến rồi nghênh đón Phương Nguyên là người đã cùng Phương Nguyên tấn công đồi Thành Long. Ta xin giới thiệu cho tiền bối được biết, mấy vị này đều là cường giả mà sư phụ ta mời đến trợ giúp. Người này là tiền bối Hạo Chấn. Hạo Chấn thuộc hàng trung niên, trâu quai nón, dáng người khôi ngô, nhẹ gật đầu với Phương Nguyên. Vị này là tiền bối lão ngũ. Cổ tiên sở môn tiếp tục giới thiệu. Cương mặt lão ngũ khắc khổ, hình thể gầy gò, phần lưng hơi gò khi mỉm cười với phương nguyên lão ta lộ ra hàm răng vàng khè cao thấp không đều còn khó nhìn hơn người bình thường khóc vị này là tiền bối lý tứ xuân cổ tiên sở môn nói đến đây ánh mắt hơi tránh đi vị cổ tiên này có chút đặc biệt mày rậm mắt to mũi thẳng lông ngực màu đen lộ ra ngoài rõ ràng là đàn ông nam tính nhưng lại mặc váy hoa nhìn thấy phương nguyên hai mắt gã tỏa sáng nhấc ống tay áo hoa lên dịu dàng nói ôi ôi đệ đệ đẹp trai của ta đến rồi cổ tiên sở môn rùng mình một cái vội vàng bước qua người này đến trước mặt vị cổ tiên cuối cùng vị này là tiền bối ôn đại tiên dáng người ôn đại tiên thấp bé mắt hình tam giác mũi đỏ như hèm rượu nhìn phương nguyên nói chúng ta đều đã giới thiệu qua người đến chót nhất tại sao không giới thiệu mình một chút phương nguyên mỉm cười nhàn nhạt ta có cái gì cần giới thiệu đâu chứ chỉ là một tán tu các người có thể gọi ta là liễu quán nhất liễu quán nhất cổ tiên sở môn nhanh chóng ghi nhớ cái tên này trong lòng đây là lần đầu tiên gã nghe đến tên của phương nguyên từ khi phương nguyên ra tay dễ như trở bàn tay đánh đuổi cổ tiên bách túc gia thành công cướp được đồi thành long gã đã sinh ra tò mò với phương nguyên còn có sùng bái trên thực tế không chỉ có gã những cổ tiên khác bên trong sở môn cũng vô cùng ngưỡng mộ phương nguyên dù sao bọn họ đều chủ tu lực đạo. Chiến lực lực đạo của Phương Nguyên hùng hậu như vậy, trong hoàn cảnh lực đạo suy thoái như thế, hắn chẳng khác nào một ngôi sao sáng trên bầu trời. Liễu quán nhất Hạo chấn thì thào, giống như muốn nhấm nuốt cái tên này. Những người còn lại cũng lưu vào trí nhớ. Có thể được sở độ mời đến, có đảm lượng đối phó bách túc thiên quân, tất nhiên không một ai là soàn xỉn cả. Đám người hạo chấn đều có tu vi thất chuyển. Đương nhiên, Lúc này Phương Nguyên sử dụng gặp mặt từng quen biết, toàn thân trên dưới đều toát ra khí tức thất chuyển. Liễu Lan, nghe nói ngươi rút luôn cả đồi thành long mang đi, ngươi đúng là có bản lĩnh. Lý Tứ Xuân cười vài tiếng kiều mị, sau đó bước sang chỗ Phương Nguyên. Chúng tiên đều nổi cả da gà. Phương Nguyên im lặng, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lý Tứ Xuân, thẳng nhiên nói, ngươi cách xa ta ra một chút. Trong lòng chúng tiên lập tức trung lên phương nguyên toát ra sát cơ băng hàng lạnh thấu xương. Chúng tiên đều là người có kiến thức rộng rãi, có ai mà không biết người này nhất định là giết người như ngóe, tội ác chồng chất chứ. Ngược lại cổ tiên sở môn ở đây kinh nghiệm không nhiều, không phát hiện được bản tính hung ác của Phương Nguyên. Vị cổ tiên vừa mới giới thiệu cho Phương Nguyên lại nói tiếp, dựa theo sư phụ an bài, chiến lực của tiên sở môn chúng ta thấp, sẽ không tham dự tác chiến, toàn bộ đều dựa vào chư vị tiền bối ra tay. Sau khi chuyện thành công, gia sư tất có cảm tạ chúng ta nên bàn lại chuyện tác chiến như thế nào hung đại tiên trầm giọng nói cổ tiên sở môn nói một câu thật kinh người gia sư đã định ra kế hoạch rất chu đáo lần này xin các vị liên thủ tấn công phúc địa thiết ưng gần như cùng lúc đại tuyết sơn chủ phong thứ nhất cổ trận luyện đạo lóe lên ánh sáng hoàng kim gần như ngưng tụ như thật vững vàng bao trùm đỉnh núi tuyết chính giữa quan huy vạn thọ nương tử và tuyết hồ lão tổ đang đứng trước mã hồng vận gương mặt vạn thọ nương tử tràn ngập vẻ mệt mỏi cẩn thận lấy một quả lôi cầu từ trong ngực ra quả lôi cầu nhỏ bằng nắm tay bên trong điện mang lập lòe tiếng sấm rền không ngừng lồi ra bên ngoài nhìn một cái liền biết quả lôi cầu này rất không ổn các ngươi các ngươi muốn làm gì ta đừng đừng mã hồng vận kêu to gương mặt tràn đầy hoảng loạn nhưng toàn thân bị giam cầm không thể động đậy được đây chính là bước quan trọng cuối cùng. Vạn thọ nương tử nói, sau đó chậm rãi đẩy quả lôi cầu đến trước người Mã Hồng Vận. Lôi cầu nhanh chóng dung nhập vào lồng ngực Mã Hồng Vận, thoáng qua rồi biến mất. A à a, à, Mã Hồng Vận giống như bị điện giật, toàn thân run rẩy, gân cổ phát ra tiếng thét thảm vô cùng thê lương. Điện quang nổ đông đốt. Hai mắt Mã Hồng Vận trắng giả, miệng sùi bọt mép. Y đã mất ý thức, nhưng toàn thân vẫn kịch liệt lay động. Điện quan từ mạnh đến yếu, cuối cùng tiêu tán vô tung. Sắc mặt tuyết hồ lão tổ trầm xuống. Điện luyện mã hồng vận đã thất bại. Nếu thành công, mã hồng vận làm gì còn nhục thân? Y đã trực tiếp bị điện thiêu đốt, da lông xương cốt đều không còn, chỉ còn lại tinh hoa khí vận vàng ống. Vạn thọ nương tử kêu lên một tiếng đau đớn, dung nhan mỹ mạo trở nên tái nhật. Điện luyện mã hồng vận là do bà ta chủ trì, một trong những trình tự mấu chốt luyện chế tiên cổ hồng vận tề thiên. Bây giờ thất bại, vạn thọ nương tử tất nhiên bị phản vệ, bị tổn thương. Nương tử Giọng nói tuyết hồ lão tổ trở nên khẩn trương, ánh mắt hiện lên sự quan tâm. Vạn thọ nương tử nhìn tuyết hồ lão tổ, mỉm cười ôm nhu nói, yên tâm đi, vết thương nhỏ này thiếp hoàn toàn có thể chịu đựng được. Chỉ cần nửa ngày, mọi thứ có thể khôi phục lại như ban đầu. Tuyết hồ lão tổ thở ra một hơi, như vậy thì tốt. Ngừng lại một chút, lão ta nói tiếp, mặc dù lần này thất bại, nhưng cũng không sao. Đây chỉ mới là lần đầu tiên thôi. Cổ tài mà chúng ta chuẩn bị còn rất đầy đủ. Không sai. Vạn thọ nương tử phụ họa, mặc dù lần này thất bại, chúng ta đành phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cổ trận luyện đạo bảo lưu lại rất nhiều thành quả quan trọng. Lần luyện chế thứ hai nhất định sẽ xui chèo mát mái. Đợi thiếp điều tức nửa ngày, tu dưỡng xong sẽ tiếp tục bắt đầu. Cổ tiên luyện cổ, làm sao có chuyện một lần đã thành công? Nhất là tiên cổ bác chuyển, xác suất thành công lại thấp đến dọa người. Năm đó, hắc phàm luyện chế tiên cổ tự thủy lưu niên, liên tục thất bại, thiếu chút nữa không còn lòng tin để luyện tiếp. Cho nên, tuyết hồ lão tổ, vạn thọ nương tử cũng không để thất bại lần thứ nhất trong lòng. Hai người đều có lòng tin rất lớn. Nương tử cần chi phải gấp gáp cứ nghỉ ngơi hai ba ngày cũng không sao. Nàng không biết, sóng gió bắt nguyên lại nổi lên nữa. Bách túc thiên quân đang đỏ sức với sở độ tranh đoạt động thiên hắc phàm. Bây giờ hai bên đang lâm vào trạng thái giằng co. Nhưng ta đoán, sở độ nhất định sẽ có thủ đoạn tiếp theo. Chỉ là không biết bột phát khi nào. Tuyết hồ lão tổ mỉm cười, thuật lại tình huống kỹ càng. Ồ! Vạn thọ nương tử nghe xong, gương mặt cũng hiện lên sự vui mừng. Tuyết hồ lão tổ luyện chế tiên cổ hồng vận tề thiên, phong hiểm không chỉ nằm ở chỗ luyện chế tiên cổ bác chuyển không thôi. Các cổ tiên bác chuyển Bắc nguyên khác đương nhiên không muốn nhìn thấy tuyết hồ lão tổ thu hoạch được tiên cổ bác chuyển, trở nên ngày càng cường đại hơn. Cho nên, tuyết hồ lão tổ lại càng cẩn thận hơn với số cổ tiên bác chuyển này. Bách túc thiên quân đã bị sở độ cuốn chân, đối với tuyết hồ lão tổ mà nói, đây là một chuyện tốt hiếm có. Nhưng sau khi vạn thọ nương tử nghe xong, lại kiên quyết lắc đầu, từ chối ý tốt của tuyết hồ lão tổ, thiếp chỉ có thể nghỉ ngơi nửa ngày thôi. Cổ trận luyện đạo này là do tôn danh lục bắt trước hối trì xây dựng nên. Nó có dịu dụng của hối trì, nhưng thời hạn chỉ có một ngày. Thiếp nghỉ ngơi nửa ngày đã là cực hạn. Nửa ngày còn lại nhất định phải dùng để luyện cổ. Thì ra là thế. Tuyết hồ lão tổ bừng tỉnh, đau lòng nói, nương tử, nàng vất vả rồi. Không sao có thể luyện chế ra tiên cổ bác chuyển, đối với thiếp mà nói cũng là một chuyện rất đặc sắc. Hai mắt vạn thọ nương tử lóe sáng. Màn đêm buông xuống. Ánh trăng bao phủ toàn bộ thảo nguyên. Một số bóng người lặng yên tiếp cận phúc địa thiết ưng. Chính là năm người phương nguyên, hạo chấn, cừu lão ngũ, quân đại tiên. Phúc địa thiết ưng vốn là đại bản doanh của Hắc Gia, nhưng sau khi Hắc Gia bị diệt, được Bách Túc Thiên Quân tiếp nhận sung làm căn cứ thứ nhất của Bách Túc Gia. Lúc này, phúc địa thiết ưng đang ký thác vào hư không, không hề nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Phương Nguyên phóng mắt nhìn tới, chỉ thấy một bãi cỏ xanh dưới ánh trăng ôm nhu như nước, tươi non động lòng người. Gió đêm nhẹ nhàng thổi vào gương mặt, mềm mại như bàn tay của tình nhân. Một bầu không khí rất hài hòa, nhưng Phương Nguyên và mấy vị cổ tiên bên cạnh lại chiến ý bừng bừng, giống như có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng ngực. Kế hoạch tác chiến lần này của sở độ khiến Phương Nguyên không thể không bội phục trong lòng sở độ nhịn nhục gần nửa tháng thời gian không ngắn hắn ta âm thầm trù tính tích lũy sức mạnh một khi phát động sẽ trực tiếp công kích đại bản doanh của đối phương nếu lần này phúc địa thiết ưng bị công phá sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đối với bách túc gia làm không tốt bách túc thiên quân chỉ sợ sẽ trực tiếp trở về trấn thủ từ bỏ tiếng đánh động thiên hắc phàm sở độ đúng là có đầu óc lần này nhìn trúng nội bộ không ổn của bách túc gia Hảo chấn cười nói Hắc hắc, Bách Túc Gia chiếm đoạt Hắc Gia, thu nạp cổ tiên Hắc Gia Mặc dù cổ tiên Hắc Gia đã sửa thành họ Bách Túc Nhưng huyết thống Hoàng Kim vẫn là hàng thật giá thật, chịu đủ xa lánh và ức hiếp Lần này cổ tiên Hắc Gia đều bị phái ra ngoài trấn thủ những điểm tài nguyên quan trọng Còn cổ tiên Bách Túc Gia thì ở lại thủ phúc địa thiết ưng Cừu lão ngũ phụ hòa Bởi vì cổ tiên sở môn ở trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn công tài nguyên bách túc gia bên ngoài lại không thể không chia nhau trong coi. Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ trong coi lại cao hơn lưu thủ tại phúc địa thiết ưng nhiều. Dù sao, cổ trận của những điểm tài nguyên đều đã bị phá hủy qua một lần, về sau được chữa trị lại. Khoảng cách giữa những điểm tài nguyên lại tương đối xa. Cổ tiên một mình đóng tại một điểm rất dễ bị cổ tiên quân địch vây công. Sở Lan Anh Minh thần võ. Trước đó người ta còn phỏng đoán lần này sở lan ra tay sẽ lựa chọn một điểm tài nguyên quan trọng của bách túc gia để tấn công mạnh không nghĩ đến sở lan lại muốn chúng ta công kích phúc địa thiết ưng a à, vừa nghĩ đến sở lan tim của ta lại đập mạnh nữa rồi hắn ta thật sự rất lợi hại lý tứ xuân nhấc tay áo hoa dùng tay che tim gương mặt say mê lông tơ hạo chấn cừu lão ngủ bên cạnh dựng đứng lập tức lặng lẽ dịch chuyển mấy bước cách xa gã một chút được rồi binh quý thần tốc. Ai có thủ pháp phá vỡ phúc địa thiết ưng, còn không nhanh chóng ra tay. Phương Nguyên lạnh lùng nói. Hai mắt Lý Tứ Xuân lóe sáng, bộ dạng lãnh khốc của Liễu Lan đúng là khiến người ta phải động tâm. Mặt Phương Nguyên vẫn không chút biểu tình, người cút ra xa ta một chút. Lý Tứ Xuân A à một tiếng, che tim, trút lui mấy bước, không ngừng lắc đầu, người ta đúng là đau lòng, tâm cũng muốn nát mà không chịu được tiếng kêu của lý tứ xuân quân đại tiên đứng dậy nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha